Dạ em chào mọi người, đây là hai cái bồn 4.000 lít inox đứng của Sơn Hà. Bên em lên hàng buổi tối để sáng mai đi sớm đây. Bồn này được giao về Phú Giáo, Bình Dương. Những cái bồn này vẫn còn nguyên zin, bồn rất đẹp mọi người nha. Bồn 4.000 lít nó có đường kính á, bề ngang đó, nó khoảng 1m44, 1m46 gì đó. Cao 3m rưỡi. Ai mình cần sử dụng mà có vị trí đất để như vậy thì mình sử dụng được bồn 4.000 lít này nha. Đó, đã đưa được hết lên xe rồi đấy mọi người. Bồn cũ đã qua sử dụng nhưng vẫn được bảo hành cho mình 10 năm. Nên mình sử dụng bồn rất chi là yên tâm. Ai mình ở các tỉnh cũng đều có thể mua được hàng, đặt được hàng mọi người nha. Mình cứ đặt hàng trước cho bên em 2-3 ngày. Một là bên em sẽ ghép xe để giao cho mình. Đầy xe này, hai cái bồn này lên là đầy xe luôn đấy mọi người. Là sẽ có thể đi giao cho mình nguyên một chuyến. Còn mọi người mình mua một cái ít quá chưa đầy xe thì bên em sẽ ghép 2 đơn hoặc 3 đơn lại giao về tỉnh cho mình. Còn những khách hàng nào ở tỉnh xa quá thì chịu khó liên hệ với chành xe. Chành xe đi từ chỗ khách hàng mình đang ở tới bên em. Xe bây giờ họ vận chuyển họ chạy đều lắm và họ chạy nhiều nữa. Ngày nào cũng có chuyến. Mình liên hệ những cái xe như vậy, họ có hàng đi mà họ không có hàng về thì mình sẽ được cái cước phí nó rẻ. Bên em sẽ hỗ trợ ở tiền vận chuyển cho mọi người. Giá thành nó sẽ mềm hơn và mình sử dụng được cái bồn tốt hơn. Mọi người nói xe ghé bốc hoặc có thể bên em giao những cái bồn này tới chành xe để chành xe bốc lên rồi chuyển về cho mình. Rất đơn giản mọi người ạ. Mọi người ở tỉnh đều có thể đặt được hàng. Và mình hãy nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin về bồn nước. Những cái bồn nước bên em mới thu về hoặc bồn nước bên em chuẩn bị giao cho mọi người như vậy này. Em sẽ quay lên đây để mọi người mình cùng theo dõi. Nếu phù hợp với điều kiện sử dụng của mình thì mình đặt hàng. Em chào mọi người nha, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau ạ. Bên em còn có thợ hàn sửa bồn nước, lắp đặt bồn nước. Nếu mọi người mình đang sử dụng mà gặp vấn đề gì về bồn nước, về máy nước nóng, năng lượng mặt trời á, thì mình cứ alo để bên em tư vấn cho mình. Những gì đơn giản á thì bên em hướng dẫn để mình tự xử lý, tự thực hiện. Còn những gì phức tạp á thì thợ bên em sẽ tới hỗ trợ mình nha. Những cái em sửa chữa như vậy thì bên em dịch vụ được ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh gần đó thì nó sẽ nhanh và gần hơn. Còn ở các tỉnh xa thì mình phải đợi chuyến. Bên em dồn đơn lại 3-4 khách hàng, thợ bên em sẽ đi một chuyến mọi người nha. Có thể đợi trong vòng 3-4 hôm hoặc 1 tuần. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh gần ở thành phố Hồ Chí Minh thì mọi người gọi thì trong vòng 30 phút hoặc 1 tiếng là thợ bên em sẽ có mặt để hỗ trợ những cái sự cố xảy ra với mình, như là bồn bị chảy lủng này, bị sập chân đế này, nước bị nghẹt này, không có lên được này, hoặc bồn lâu ngày quá mình chưa có vệ sinh này, khiến nguồn nước nó bị dơ, khiến nước nó chảy chậm, thì mình cứ gọi điện để được tư vấn cách tốt nhất. Cái máy năng lượng mặt trời bây giờ cũng rất nhiều người sử dụng. Ai mình cần sử dụng và lắp thêm thì mình có thể liên hệ với bên em. Máy năng lượng mặt trời bên em cũng cung cấp những cái hàng chính hãng và hàng đã qua sử dụng, giống như bồn nước. Có những hộ gia đình sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời, họ mới xài thôi, rất còn đẹp, còn mới. Bên em thu về và sẽ bán lại cho mọi người, lắp lại mọi người mình xài bình thường mọi người nha. Giá thành sẽ rẻ hơn khoảng 1/2 hoặc 2/3 đấy. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người một đêm hạnh phúc an lành.